Hồi bà Sơ còn sống đó là bà Sơ là quy động cho tiền cái gì á. Bây giờ cái đoạn cuối bà cắt Sơ đi, đoạn cuối cắt được. Dạ. Hồi đó là bà tiền làm ba cái bia, ba cái mộ này. Dạ. Là năm nào cũng phải rửa hết á. Dạ. Từ hàng ngày bà Sơ đến mất tới giờ là không có luôn. Dạ. À, rồi cái bà mà lùng lùng hôm con Linh cũng thấy bà nói là bà có gửi tiền về hàng năm, gửi tiền về cho những người chăm sóc mộ mà tại sao lên đây không có. Thì sự thật con lên con thấy đó có không, mấy gì làm lại là, ví dụ ở đây thì con mấy con lên cho vài chục ngàn cũng đồng thời thôi. Dạ. Mà còn nói là mấy gì á là lên nó cho đòi mấy gì đòi cả 100-200 đô, trời đất ơi ông nội ơi ai dám là làm vậy. Thì là người ta có cho tiền mà chừng họ... nào mình lãnh làm. Vâng. Ví dụ bây giờ mấy gì lãnh cho mấy con là ở giờ chà bái là một ba bốn cái là 2 triệu 1 triệu gì đó không cần biết. Thì giờ tụi con đưa phân nửa, còn phân nửa chừng nào làm xong cô gọi điện mấy đứa trả tiền thì mấy cái là có, chứ mà vấn đề mà không không có làm gì hết mà xin 100-200 đô là hoàn toàn không có. Dạ. Vì làm ở đây bao nhiêu chục năm rồi, từ hồi đem mấy ông lên mà tối những cái thành phần lưu manh côn đồ thì giả danh dựa vào những cái việc như thế này để mà kiếm tiền của hải ngoại và đã vâng. Nhận tiền của hải ngoại nhưng mà cũng không có đây theo như lời đây là gì là gì tư và ngôi trông nom ở đây thì là đã chẳng phải... có đồng bạc nào hết đấy. Ngôi, các ngôi mộ thì không có được chùi rửa sạch sẽ này là kia. Sau này từ ngày bà Sơ nó mất tới giờ là hoàn toàn không có. Chị né cái camera. Né camera. Là khi nào á mà khách Việt Kiều về cho tiền, ví dụ gì lãnh mấy đứa nè. Ví dụ ba cái mộ nhiều thì mấy con cho tiền rồi chờ. Ví dụ cái gì lấy phân nửa, còn phân nửa con cho số điện thoại xong rồi gì gọi con lên là có. Dạ. Chứ ngoài ra đó là không có cái gì hết á. Còn như mấy những người mà ví dụ khách vô đông vậy nè, mấy người kéo vô ví dụ con cho 100-200 tụi nó thấy nhiều quá xin thêm, thấy con cho tiền ngon quá xin thêm là vấn đề là có. Vâng. Tại vì anh em người ta làm ở đây là không có hưởng lương nhà nước. Vâng. Đó là chỉ cái công vậy thôi, đó là có xin. Vâng. Nhưng mà 100 ngàn thôi chứ không có nhiều. Người ta 1-2 triệu bạc, 1-2 trăm đô hoàn toàn là không có. Vâng. Chỉ khi nào lãnh đồ làm mới có. Vâng, mình phải nói cho người ta biết có những người họ lợi dụng cái việc mà mồ mả này kia họ trục lợi. Đúng. Đó, mà còn trong khi ở đây đâu có được gì đâu. Còn nhân gì là không có, hoàn toàn là gì nghèo khổ thiệt, không có làm như vậy. Vâng. Hứa trồng 4 cây xứ, trồng 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây mà bị lũ nó ăn cắp hết 2 cây rồi. Vâng. Đó. Là có trồng 4 cây hơn hồi cái mười mấy trước là cô đó là gì 1 triệu. Yeah. Mà bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi. Vâng. Yeah. Sau này hoàn toàn không có gì đó. Tại vì có làm ở đây rồi mới biết chứ không phải làm cái gì. Các ngôi mộ là rất là không có được chùi rửa này kia, người ta chỉ dùng cái chết của Ngô anh em mình diệm để mà trục lợi cá nhân cũng như là khơi dậy hận thù cũng như là họ tụ tập họ ăn chơi thôi. Còn mà đấy như mọi người thấy thì mộ rất là dơ, không có được chùi rửa, trong khi là ấy gì ở đây là gì chăm sóc của cái đây cũng hàng ngày luôn. Thì nghe nói là có tiền, có cho thấy nước ngoài có cho tiền nhưng mà không có cái đồng nào về đây hết trơn á. Mộ thì mấy gì ở đây quét dọn hàng ngày. Đó. Thậm chí mấy gì mua nhang đốt luôn mà. Mấy gì dọn mua nhang đốt rồi cũng không có đồng nào hết, họ cũng không có cho. Còn tiền thì đổ về không biết vô túi ai thì mình không có biết. Đấy. Thì hôm đó cái bà đó có lên đó, bà nói là ở bển có tài trợ về, mà bà đó là người Hà Nội luôn. Mà trong hội thánh luôn. Bà nói là có tiền gửi về mà tại sao những cái số tiền nó chạy gì đâu, nó chạy là có tôi không phải ai. Hoàn toàn không biết. Vậy là người ta hỏi gì đúng không chị? Người ta nói cái gì nghe. À, cái bà mà lùng lùng hôm đó con thấy á, cái bà
bà bận áo dài đen mà bữa lên cúng quét à. Đó. Bà nói là chị Tư, chị Tư ơi, ở đây là người ta ở bệnh gửi tiền về cho. Vâng. Mà tại sao bây giờ chị Tư nói là không có biết đó, tôi đâu nói. Tôi đâu có nói thêm nó bớt hay là những người ở đây. Vâng. Cô nói con mới biết á. Trời ơi, thật sự luôn á. À, con thấy trên đó là góp tiền đồ về lắm. Nghe đâu sắp tới đây nè. Sắp tới là có một anh giang hồ gì anh nhận tu sửa cái chỗ này nè. Tức là hả? Nghe đâu người ta cũng gửi tiền về này kia quá trời. Để mà làm cái bia khác luôn rồi dán ảnh dán ý của người ta vô. Đây nè, gì đứng trước mộ ông đệ. Hồi xưa là có cái ông Việt Kiều đó, ông đó làm mập mạp. Lên đây là hồi lúc là 6 giờ chiều, 5 giờ chiều. Là ông xe ngoài đó, ông đi chiếc lịch màu trắng. Chút rồi, mới cho tiền cô làm hai cái tấm bia. Rồi. Bằng đá hoa cương. Và ông kêu là đề học tổng thống Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm. À, không đi mới nói không được. Rồi. Chỉ đề tên họ, mình nghĩ là người ta mất. Là mình chỉ đề lại tên thôi, vâng. Chứ không bao giờ để họ được, vâng. Để ông chịu, vâng. Ở trong khi đó là gì nhận người ta làm à, bản tin hoạt động dân chủ cuội, dân chủ nửa mùa ngày hôm nay đã gửi đến các bạn phần đầu của video clip phỏng vấn một người phụ nữ đã trực tiếp chăm sóc ngôi mộ của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu trong suốt hơn 40 năm qua. Ở đây chúng ta thấy được rằng là thông qua thông tin của người phụ nữ trực tiếp chăm sóc hai ngôi mộ này thì chúng ta thấy được rằng là ở nước ngoài cũng như là các cái đối tượng hoặc là các những người có cái tâm tình, có tình cảm với Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã có những cái sự đóng góp cũng như là ủng hộ về tài chính để chăm sóc những ngôi mộ này. Tuy nhiên thì trong suốt thời gian qua chúng ta thấy được là tất cả những nguồn tiền đó đều không đến được đúng nơi cần đến. Việc tôn tạo hai ngôi mộ này cũng dừng lại ở đó. Người ta không thấy được tất cả những giá trị đồng tiền được gửi về hiệu quả. Do đó cho nên là mọi cái hành vi hành động kêu gọi gửi tiền để mà tôn tạo tu bổ hai ngôi mộ này, đó là sự giả dối, trục lợi. Tôi hy vọng rằng tất cả những người có cái lòng muốn tôn tạo hai ngôi mộ này nên có cái sự cân nhắc cũng như là tính toán thật kỹ lưỡng. Bởi thứ nhất, chúng ta hiểu rằng là việc tôn tạo mộ phần phải do chính người thân gia đình của những con người, của cái người chết, người mất ở đó họ làm. Còn cái việc những đối tượng khác có cái ý đồ đến đó lợi dụng ngôi mộ đó để trục lợi là cái việc nó đã xảy ra trong hơn 40 năm qua. Rất nhiều người đã lợi dụng ngôi mộ này để quyên góp ở nước ngoài. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục nhận thấy có cái sự kêu gọi đóng góp để mà tôn tạo. Chúng ta thấy rất rõ và chúng ta cũng không nên bị gạt, vì chúng ta thấy rất rõ rồi thì không nên để bị gạt nữa. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần tiếp theo của video clip này. Bản tin này do Hạnh Lê và nhóm các bạn Cờ Đỏ Miền Nam thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn, hẹn gặp lại. À, là từ xưa giờ, giờ là từ xưa đấy chứ. Vậy là nó tính chất lịch sử. Dạ. Lên là dạ. Vậy là những cái tấm bia này là mang tính lịch sử ở bên mặt đỉnh ở bên mặt đỉnh chi nó như thế nào thì đem qua đây nó để lại y chang như vậy để cho dễ nhận diện. Từ thời đại Cộng hòa là Nguyễn Văn Hiệu đối xử như kẻ thù luôn. Đúng rồi. Mọi đất luôn không có ấy. Không có nấm luôn ạ. Không có chỉ có đất để thì hồi xưa đem lên đây nè là trong cái hòm bằng đẽm hay bằng thau gì đó mình không biết. Bằng nhôm. Thao bằng nhôm gì màu vàng. Vâng. Rồi đến khi mấy năm sau có mấy anh bên nhà thảo khác. Bên ông mà thảo khác họ dịch ở đây mấy chị thấy họ tận ai biết chỉ đem cái hòm lên vậy thôi thấy vậy thôi chứ ngoài ra không có gì hết.
Từ khi mà mấy năm sau á là bắt đầu lên làm lễ á, là để hình của mấy ông này là hồi xưa gia đình giọng thật là hồi xưa là để đây 3 tấm 4 rồi đến đọc kinh làm lễ. Thế thì cũng nói lên là nhà nước và nhân dân Việt Nam rất là nhân đạo đấy ạ. Và nghĩa tử là nghĩa tận thôi, cũng không có. Nhưng mọi người thấy thì nhưng mà người hồi xưa bà Sơ thì còn một sống lắm, rất là đàn mò mã mấy ông này rất là sạch. Dạ. Vì gì chăm sóc mà. À vậy là gì là người chăm sóc những cái ngôi mộ ở đây. Đầu tiên về đây. Năm đầu tiên á. Dạ từ năm đầu tiên về đây rồi. Rồi sau này bà Sơ mất là không có gì luôn. À vậy là những năm đó, từ năm đó đến giờ là bao nhiêu người gửi tiền này kia là không hề cho một khoản nào luôn. Không cho. Vâng. Là mình chỉ xin là rất nhiều tiền mới có thể gửi về đấy. Nhưng mà cô không được cái gì. Không được cái gì hết. Là mình chỉ được là những khách tham quan tụi con. Quẹt mặt chúng nó luôn, gửi tiền gửi về ai ở đây nào ăn hết. Đúng rồi. Ai đang ăn số tiền đó. Đúng rồi. Bà già đó bà hỏi tại sao số tiền đó gì đâu chị Giang, tôi nói ông bà tôi không biết. Người này nhận tiền, người kia nhận tiền. Trong khi những năm qua thì cô chùi dọn, cô quét dọn ở đây, cô chăm sóc mộ, vâng vâng. Cô thậm chí cô còn mua nhang này cắm cho mộ. Mua nhang hàng ngày luôn. Đấy. Sáng là lên đốt là nhang xong là dọn hết. Đó hôm đó thấy được không? Đó. Hôm qua nữa thì cô với cái bà già đó là dọn dẹp hết. Hôm trước là họ rút về xong cái là qua một ngày gì mới dọn dẹp. Dạ. Chưa giờ để bày hay quá làm sao mà bày hay họ xả rác hay sao vậy? Thì bông hoa đồ đầy nhẹ hết luôn. Cứ quăng đại vậy đó. Xong rồi. Quăng đại vậy đó. Rồi cái này ốp tùm lum hết. Thậm chí là gì dọn dẹp hết. Vâng. Đó mà dọn dẹp thì có ai cho tiền đâu. Vâng. Đó. Không có. Dạ. Không hề có đồng nào cả trong khi đồng nào hết. Đấy, vậy thì số tiền mà hãy gửi về cho đám dân chủ cuội để mà chăm sóc mộ của anh em Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm là đi về đâu, vào túi ai? Cái đó là cần phải nói. Cần bạch mặt. Vâng, con cảm ơn dì ạ. Dạ.